Và cuộc đời thì luôn có những cái khúc cua, và những cái khúc cua thì có thể là quyết định đến cái vận mệnh cũng như là tương lai của một gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại dự án khu dân cư Thanh Niên, nó nằm ở tại đường Kinh Bờ Băng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Và chỉ cách đây 1.5 năm thôi thì rất là nhiều những người đã giàu có lên, phất lên từ cái việc đầu cơ, đầu tư, mua giới cũng như là mua đi bán lại bất động sản. Nhưng mà bây giờ cực kỳ là nhiều những nhà đầu tư đã bị sập hố, vỡ tín dụng, kèm theo vấn đề về trái phiếu, chứng khoán, mỗi thứ thua lỗ một tí. Bây giờ tự nhiên từ một người chủ nợ cách đây 1.5 năm trước thì hiện tại cái thân phận đã bị đổi ngôi từ chủ nợ thành một con nợ của ngân hàng. Và rất là nhiều người đã bán tống bán tháo tài sản đi. Và điều rất là đau lòng đó là những cái tài sản ở vùng ven thì bán lại không có tính thanh khoản, không có người mua, bắt buộc phải bán chính những cái ngôi nhà, những cái tài sản được tích góp từ nhiều đời trước, từ nhiều năm trước, những cái tài sản ở nội đô đang cho thuê có dòng tiền, phải bán cắt lỗ đi 20-30%, thậm chí là 30-40% so với năm ngoái để trả lãi vào cho ngân hàng, tránh cái tình trạng bị nợ xấu cũng như là trả cho những cái đối tác, những cái đơn vị tín dụng ở bên ngoài. Thì ngay đợt vừa rồi tôi cũng gặp một cái câu chuyện, đó là một cái vợ chồng anh ấy buôn bán quần áo ở vỉa đường ở tại quận Tân Phú. Năm ngoái anh chị, cái thời điểm tháng 4 năm ngoái, lúc ấy đang đỉnh sốt, có dành dụm sau 3-4 năm lên thành phố bươn trải tích góp được 500 triệu. Sau đó là đi mua một cái miếng đất ở dưới khu vực Bầu Bàng và với cái giá là 1.5 tỷ. Tôi đã để cái bài đăng ở trên kênh Quang Huy Villa luôn, để cho mọi người xem có ai thấy cái giá có hợp lý hay không thì cứu giúp anh đấy. Bây giờ anh chỉ muốn là người nào nhảy vào mua cái phần còn lại rồi trả lãi cho ngân hàng, để ngân hàng khỏi đánh nợ dư nợ tín dụng cũng như là xét CIC của họ. Và rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái tài sản này anh chị đang cực kỳ là rối trí, không biết xử lý như thế nào, có nhắn tin cho tôi. Với cái tình hình kinh tế chính trị thế giới như thế này thì cực kỳ là nhiều những cái câu hỏi, những cái dự báo trong tương lai. Bất động sản đã có đáy chưa? Và khi nào thì bất động sản sẽ phục hồi trở lại? Đây là một cái câu hỏi không có lời giải. Và theo những quan điểm cá nhân của tôi thì còn lâu mới có đáy bất động sản. Nó sẽ đi xuống và đi ngang là thêm chu kỳ đôi ba năm nữa. Bởi vì chiến tranh, lạm phát, đó, suy thoái kinh tế toàn cầu, nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ là lớn đến vấn đề về cái tình hình phát triển chung của bất động sản trong nước cũng như là các nước xung quanh, đặc biệt là khu vực Trung Quốc. Nguyên bên Trung Quốc thật vừa rồi, theo những cái thống kê có đến hàng tỷ cái nhà phố, biệt thự, căn hộ, shop house đang bị bỏ hoang bởi vì nguồn cung nó vượt quá với cầu. Cả cái đất nước Trung Quốc đến 1.5 tỷ dân, gần 1.5 tỷ, nhưng mà những cái giới thượng lưu, trung lưu và tầng lớp giàu có trong xã hội thì chỉ chiếm đến 10% dân số, nhưng mà người ta nắm đến tầm 85% cái tổng giá trị tài sản trong xã hội. Và cái vấn đề nữa đó là khu vực Trung Đông, những cái điểm nóng như là khu vực Đông Âu, có khả năng trong năm tới sẽ có cái điểm nóng tiếp theo, đó là khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông, và đặc biệt là vấn đề Đài Loan và Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì đợt này rất là nhiều những vấn đề về lùm xùm trong cái chính trường Trung Quốc, mâu thuẫn nội bộ, sóng ngầm, rất là nhiều đấu đá nội bộ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái giới thượng tầng của Trung Quốc đang bị rất là nhiều vấn đề về cơ cấu tổ chức, từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng còn bị mất chức rồi. Thủ tướng, nguyên Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng mới mất một cách rất là mờ ám luôn. Và Trung Quốc thì là cái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và nó là một cái nước đông dân nhất thế giới, rồi thì dự trữ ngoại tệ cũng lớn nhất thế giới luôn. Với một cái đất nước tỷ rưỡi dân, bây giờ đang cũng chìm ngập trong khủng hoảng sau 2 năm chống dịch cực đoan, rồi nội bộ luận đảng lục đục, rồi vấn đề về đối ngoại, vấn đề về Đài Loan, vấn đề về những cái vấn đề về giảm phát khi mà kinh tế đang bị suy thoái, những cái lượng tiền trong người dân cũng không còn nhiều, và những cái cú đổ vỡ của những cái công ty, những cái tập đoàn như là Country Garden rồi thì Evergrande là hai những cái tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất nhì ở châu Á, nhưng mà đã bị đổ vỡ và vấn đề bị phá sản rồi, thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường tài chính toàn cầu, thị trường bất động sản cũng như là cái nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng. Rồi Fed cũng còn đang tăng lãi suất, cái phe dầu hầu cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt để mà kiềm chế cái lạm phát, thì chắc chắn rằng cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng thêm một vài đợt nữa, rồi nó neo đến một thời gian dài cho đến khi bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào cuối năm sau đó, thì những cái chính sách điều hành kinh tế, điều hành về vấn đề về lãi suất
rồi thì kích cầu tăng việc làm, rồi thu hút vốn đầu tư của các đảng, người ta đưa ra vận động tranh cử, người ta mới đưa vào thực thi, thì may ra cái nền kinh tế thế giới mới bớt đi những cái tình hình đen tối như thời điểm hiện tại. Và một cái yếu tố rất là bất lợi cho Việt Nam chúng ta, đó là chúng ta hội nhập sâu rộng, thì cái đồng Việt Nam đồng nếu mà USD cứ tăng giá như thế này thì bắt buộc chúng ta cũng phải tăng lãi suất để ổn định cái tỷ giá, bởi vì nó đang cực kỳ là mất giá so với USD. Và trong nước thì cái lượng tiền mặt đang nằm trong các ngân hàng sau một thời gian dài hút dòng tiền về thì có đến vài triệu, ít nhất là 5-6 triệu tỷ đồng đang nằm ở trong các hệ thống ngân hàng. Và lãi suất thì đã hạ rồi, nhưng mà những cái lãi suất thực tế những khách hàng của tôi đang vay cách đây 2-3 năm thì lãi suất qua đêm vẫn đang trả cho các ngân hàng thương mại từ mức 13-14% một năm, tức là tổng giá trị tài sản thì đang giảm, nhưng mà tiền lời, tiền vốn hàng tháng thì vẫn phải trả cho ngân hàng. Và cái dư nợ tín dụng cũng như là nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, toàn hệ thống ngân hàng thương mại, thì cũng đang cao hơn mức đặt ra trong cái mục tiêu ban đầu của ngân hàng nhà nước từ 3% lên 6%. Tức là các ngân hàng cũng đang ôm rất là nhiều những cái tài sản, đa phần là bất động sản, và những cái bất động sản được định giá cho vay trong cái thời kỳ 2018-2022 thì đều nó cao hơn giá trị thực tế rất là nhiều. Cho nên nếu mà những cái khách hàng người ta không có bán tháo ra để mà trả lãi, trả gốc cho ngân hàng được thì người ta sẽ bỏ. Và người ta bỏ thì sẽ phát sinh ra nợ xấu. Và nợ xấu thì ngân hàng sẽ ôm một đống nợ xấu rất là nguy hiểm cho cái nền kinh tế. Khi mà nợ xấu thì nó được ví như là cái cục máu đông, còn tiền thì được ví như là mạch máu. Khi mà máu không lưu thông mà nó nằm yên một chỗ thì đó là một cái điều cực kỳ là nguy hại cho một cái nền kinh tế bất kỳ một cái quốc gia nào. Đó, cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta thì trong năm tới thì cũng bị ảnh hưởng rất là lớn về cái vấn đề suy thoái kinh tế toàn cầu, đơn hàng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Mặc dù những cái chính sách của Đảng, của nhà nước cũng như là Việt Nam tham dự rất là nhiều những cái diễn đàn, những cái tổ chức, rồi những cái đối tác kinh tế từ chiến lược cho đến chiến lược toàn diện. Và theo những cái quan điểm của cá nhân tôi thì sang năm cũng như là sang năm nữa 2024 và 2025 thì cái tình hình kinh tế nói chung cũng như là tình hình bất động sản của nguyên nước Việt Nam chúng ta chắc chắn rằng sẽ còn đang ảm đạm, và cái tính thanh khoản nó rất là thấp, và giá trị tài sản bất động sản thì sẽ vẫn giảm đều. Bởi vì tôi chỉ nhìn ở khu vực trung tâm, những cái cửa hàng, những cái trung tâm thương mại, những cái shop house ở những cái vị trí đắc địa hiện tại chống mặt bằng rất là nhiều, bởi vì người ta không buôn bán kinh doanh gì cho được. Thứ hai nữa rằng cái nền tảng thương mại điện tử lên ngôi thì người ta cũng không có nhu cầu thuê mặt bằng, và những cái bất động sản ở vùng ven thì còn thê thảm hơn rất là nhiều. Mà trong năm tới này, nếu mà chúng ta đang mua bán với cái tình trạng vay ngân hàng nhiều thì khi mà cân đối thu chi không được thì lúc đó chúng ta sẽ rất dễ sập vào bẫy nợ, và cái tình trạng cắt lỗ sẽ còn kéo rất là dài. Cho nên cái người mà có lạc quan nhất thì nhìn vào cái bức tranh kinh tế chung của trong nước cũng như là quốc tế thì cũng sẽ đoán trước được cái tình hình nó còn khó khăn trong năm sang năm và sang năm nữa. Đấy là tôi chưa nói đến cái vấn đề về biến động địa chính trị, những vấn đề về khu vực eo biển Đài Loan, nó mà xảy ra vấn đề gì thì nó sẽ làm cho những, đầu tiên là cái chuỗi cung ứng bị đứt gãy, vấn đề về nhiên liệu tăng thì nó cũng làm cho lạm phát càng ngày càng tăng. Nếu mà sang năm mà Mỹ vẫn đổ tiếp tục tăng lãi suất cũng như các nước cái nền kinh tế mà hoạt động không có trơn tru, mà kinh tế mà không có tăng trưởng đều sẽ bị tiếp tục bị lạm phát, thì bắt buộc chúng ta ngân hàng nhà nước cũng phải điều chỉnh lãi suất, tức là sẽ phải tăng ngược trở lại giống như chu kỳ khoảng 2009 khi mà các nước đều tăng chúng ta giảm. Nhưng mà khi mà chúng ta giảm đến một mức nào đó thì cái đồng Việt Nam đồng nó bị mất giá quá nhiều, cho nên nhà nước lại bắt buộc phải tăng lãi suất ngược trở lại để hút dòng tiền về. Đó là một cái điều cực kỳ là bất lợi cho những cái nhà đầu tư tài chính, nhà đầu tư về bất động sản, khi mà những bất động sản chúng ta đã bị đẩy giá lên quá cao và nhu cầu thực tế người dân cần nhà ở rất là lớn, nhưng mà do giá trị đã bị đẩy lên 20-30%, có những sản phẩm đẩy lên 40-50% luôn, thì những cái bất động sản dòng tiền, những cái bất động sản cho thuê căn hộ, nhà trọ, rồi nhà nghỉ, rồi những cái dạng nhà ở xã hội thì cái nhu cầu nhà ở vẫn đang rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều bất cập, đó là những cái dự án nhà ở xã hội khi mà từ lúc triển khai cho đến khi mà đến tay người tiêu dùng cũng như những cái thủ tục về hành chính từ chủ đầu tư cho đến các đơn vị hành chính chức sự nghiệp nhà nước xin cấp phép, rồi ngân hàng, rồi những người mà chứng minh đủ điều kiện để mua, chưa có ngôi nhà đầu tiên, rồi thì vấn đề về chứng minh thu nhập, bảo hiểm xã hội, chứng minh rất là nhiều vấn đề, nó làm cho cái quá trình những khách hàng mua cũng rất tiếp cận rất là khó. Tôi bán một cái dự án ở bên quận 2 1000 căn 2 năm rồi mà vẫn chưa bán hết, mặc dù là đang chuẩn bị giao nhà rồi. Thì nhiều người hỏi về vấn đề về khi nào thì
cái bất động sản sẽ sáng sủa hơn? Tôi cũng chưa có câu trả lời chính xác, nhưng mà chắc chắn rằng trong thời gian tới kinh tế con dân cực kỳ là khó khăn. Khi cái video đưa mọi người đi một vòng vòng quanh cái dự án khu dân cư thanh niên của anh em Quang Huy Villa xin được kết thúc tại đây. Và còn nhớ bấm like, subscribe ủng hộ cho anh em chúng tôi nha. Xin chào.